tôi vừa mới tốt nghiệp cấp 3 được một thời gian và đang học tiếng Nhật, bởi vì tôi muốn được đi du học Nhật Bản. Tôi muốn học thẳng lên đại học tại Nhật mà không phải đi học trường tiếng. Tôi có một người anh trai đã sang Nhật được 2 năm. Anh ấy đã học hết trường tiếng nhưng anh ấy lại không thi được đại học vì anh ấy đi làm quá nhiều, không có thời gian học tập. Liệu có giải pháp nào có thể giúp đỡ tôi được không? Xin chào các bạn. Hôm nay là Nhật Bản đại học, xin họcについて話していきます。まず1つ目、もう何より日本の大学は授業料がゼロです。先生も日本の一橋大学っていうところを卒業しました。一橋大学いい大学だよ。めっちゃいい大学。で、その大学で4年間勉強して授業料はゼロでした。なぜかというと、日本の国立大学、公立大学は外国人の留学生に対しては全額免除制度があります。だから外国人留学生は授業料を払わなくても大丈夫です。で、授業料はゼロだけど大学の授業のシステム、効率は世界最高です。2つ目、すごいいいニュースがあります。日本に行かなくてもハノイとホーチミンでもEJU という試験を受けて、それで日本の大学に行けるんだよ。ちょっと情報調べろよ、マジで。ねえ、インターネットでさ、ゲームばっかやるんじゃなくて、ちょっと情報調べたらいっぱい出るんだぞ。EJU っていう試験を受けて、そこでいい点数を取れたら、日本のすごいいい大学、みんな行けますよ。だから、ベトナムにある大学をだけを見るんじゃなくて、日本の大学も見ましょう。すごい簡単にいけますよ。ちょっと勉強すると。はい、日米。その EJU という試験はね、超簡単だよ。本当に。もう先生にとってはまあ、もうね、足でも解けるぐらいの足。足でも解けるけど、足でも解ける問題だけどね。うん。で、なんでそんな簡単かというと、先生はもともと韓国でモーニングエデュっていう会社で10年間仕事をしました。このモーニングエデュっていう会社は日本名門大学、東京大学、一橋、京都、早稲田、慶応、もうここに一番多くの合格者を作った世界最強の日本名門大学予備校です。そこで10年間も仕事をしました。で、そのモーニングエデュのシステムが今回ベトナムにあるハノイ日本語森に入ります。だからハノイ日本語の森はベトナムでは初めてだぞ。 EJU を教える学校になります。本当に日本の大学に進学したい。2年だけだぞ。2年勉強すると日本の超いい大学行けるから、2年だけ勉強して日本のすごいいい大学にみんな行けます。日本語学校に行かないで日本の名門大学に行くその道もあります。その道を先生たちはすごく簡単に教えることができます。本当にその EJU は簡単です。ハノイ日本語森来たらすごい簡単です。だけど一人で勉強するとすごい難しい。絶対ハノイ日本語森来てください。超簡単に教えますよ。超優しいからね。はい、ありがとうございました。進行も。Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giải thích về kỳ thi EJU. EJU là một kỳ thi dành cho các du học sinh quốc tế có dự định muốn học tập tại các trường đại học hay là các trường cao đẳng tại Nhật Bản. Và hầu hết 98% các trường đại học tại Nhật Bản dựa vào điểm số này để tuyển sinh. Và EJU thì nó tương đương với lại kỳ thi đại học ở Việt Nam. Tiếp đến, mình xin được giải thích cụ thể hơn về các môn thi của EJU. Các môn thi trong kỳ thi EJU bao gồm môn tiếng Nhật, môn khoa học tự nhiên, môn tổng hợp và môn toán. Môn tiếng Nhật diễn ra trong vòng 125 phút, gồm có đọc hiểu nhé, và nghe tức là nghe hiểu. Cuối cùng là nghe đọc hiểu. Điểm số là 400 điểm. Ngoài ra có một bài tiểu luận, điểm tối đa là 50 điểm. Môn khoa học tự nhiên gồm 80 phút, điểm số tối đa là 200 điểm. Môn tổng hợp và môn toán cũng là đều 200 điểm, điểm số tối đa. Hình thức thi là hình thức trắc nghiệm. Các bạn nhớ nhé, hình thức thi, hình thức trắc nghiệm. Cấu trúc của các môn thi thì như sau. Môn tiếng Nhật viết trong vòng 30 phút, một bài tiểu luận rất là ngắn. Thứ hai, đọc hiểu 40 phút. Nghe Tức là nghe hiểu và vừa nghe vừa đọc. Tức là nghe người ta nói gì và xem cái bài đọc người ta nói gì. Kết hợp hai nội dung vào và chúng ta sẽ đoán được, và chúng ta phải hiểu được cái bài nghe đó. Tiếp theo, môn khoa học tự nhiên bao gồm 3 môn, đó là lý, hóa và sinh. Môn tổng hợp thì có các nội dung chính sau đây, đó là tình hình về xã hội, kinh tế, chính trị của Nhật Bản và tình hình xã hội thế giới hiện nay. Cuối cùng chúng ta phải thi cả địa lý và lịch sử thế giới. Môn toán thì có hai kiểu. Kiểu thứ nhất gồm toán A và toán 1. Toán A và toán 1 thì dễ hơn. Còn kiểu thứ hai đó là toán B, toán C, toán 2 và toán 3. Các nhóm môn thi bao gồm hai nhóm chính sau đây. Nhóm thứ nhất đó bao gồm môn tiếng Nhật, môn toán A hay là toán 1. Và cuối cùng là môn tổng hợp. Toán A thì thường dành cho khoa văn hay là các khoa tự nhiên ít sử dụng toán hơn, nên là nó dễ dàng hơn. Nhóm thứ hai đó là gồm môn tiếng Nhật, môn toán 2, 3, B, C. Toán này khó hơn một chút. Thứ ba đó là môn khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì chúng ta sẽ chọn 2 trong 3 môn, lý, hóa hoặc sinh. Chúng ta có thể chọn lý hoặc hóa, hoặc hóa hoặc sinh, hoặc lý sinh. Ngoài ra còn có các nhóm khác tùy vào trường tường mà người ta yêu cầu các bạn cần phải thi những môn học gì. Ví dụ có trường chỉ bắt các bạn thi môn tiếng Nhật thôi, hay là có trường chỉ bắt các bạn thi môn tiếng Nhật và toán, hoặc là tiếng Nhật khoa học tự nhiên, tiếng Nhật môn tổng hợp, thi môn toán và môn tổng hợp, và môn toán và khoa học tự nhiên. Trong hai trường hợp này thì chúng ta không phải thi tiếng Nhật nữa, mà chúng ta có thể thi bằng tiếng Anh. Kỳ thi EJU này được tổ chức tại 17 thành phố trên 14 nước: Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, vân vân. Vậy thì ở Việt Nam tổ chức tại đâu? Ở Việt Nam có 2 địa điểm. Ngoài Hà Nội thì tổ chức ở trường Đại học Ngoại thương. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì tổ chức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vị thi bao gồm 100.000 đồng cộng với lại là 15.000 đồng tiền phí bưu điện, kèm theo bài 3x4. Một năm thì có 2 đợt nhé, vào tháng 6 và tháng 12. Hạn đăng ký vào tháng 6 thì sẽ là vào khoảng tháng 2 và tháng 3. Hạn đăng ký của tháng 12 tức là vào khoảng tháng 7. Số lượng người thi năm 2004 ở Hà Nội là 70 người và ở Thành phố Hồ Chí Minh là 32 người. Wow, sensei, Hanoi Nihongo no muri de EJU toyu shiken o osoete iru desu ka? Oh? Sou da yo. Sensei, kore kara watashi wa nani o benkyou suru ba ii desu ka? Ii daigaku hairitai n desho? Hai. Ja a, matte, Nihongo to sugaku kosu 1,文系の数学超簡単だよ。もう足でも解ける。マジで足でも。それと総合科目、この3つを勉強して、また英語のTOEFL点数はまあ低くてもいいよ。それだけ勉強すれば日本の大学にはもうバッチリだよ。さあぜひお願いします。お願いしろ、マジで。それでちょっと天才だからね。